Khánh đang làm bảng tổng kết số thời gian bạn ấy dành cho bài tập về nhà của tuần trước. Chúng ta thấy các môn học và thời gian cho từng môn là không giống nhau. Ví dụ, Khánh tốn 3 phần 4 giờ để làm bài tập môn toán. Khánh tốn 7 phần 8 giờ cho môn đọc hiểu, 3 phần 6 giờ cho môn tập viết và 5 phần 10 giờ cho môn khoa học. Đề bài hỏi, có những môn nào mà Khánh đã dành hơn 2 phần 3 giờ để làm bài tập về nhà? Bạn hãy thử tạm dừng video và tự tính toán. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là tìm xem phân số nào lớn hơn 2 phần 3. Trước hết, mình sẽ biểu diễn 2 phần 3 bằng hình. Bạn cũng có thể thử biểu diễn các phân số trong đề bài bằng hình. Đầu tiên là 3 phần 4. Mình chia hình ra làm 4 phần bằng nhau. 3 phần 4 được biểu diễn như trên hình. Bạn có thể thấy rằng 3 phần 4 lớn hơn 2 phần 3. Như vậy, Khánh tốn nhiều hơn 2 phần 3 giờ để làm bài tập môn toán. Chuyển đến môn thứ hai là đọc hiểu. Với 7 phần 8 giờ. Mình cũng làm tương tự như trên. Mình chia hình thành 8 phần bằng nhau. 7 phần 8 sẽ được biểu diễn như trên hình. Rõ ràng là 7 phần 8 lớn hơn 2 phần 3. Vậy đọc hiểu là môn thứ hai mà bạn Khánh đã dành ra nhiều hơn 2 phần 3 giờ để làm bài tập. Thế còn môn tập viết thì sao nhỉ? Mình chia hình thành 6 phần bằng nhau. 3 phần 6 sẽ được biểu diễn như trên hình. Chúng ta thấy 3 phần 6 nhỏ hơn 2 phần 3 nên tập viết không phải là câu trả lời đúng cho câu hỏi trong đề bài. Môn cuối cùng là khoa học, với 5 phần 10 giờ. Tương tự như ở trên, mình chia hình thành 10 phần bằng nhau. Và hình này biểu diễn 5 phần 10. Nếu bạn để ý, bạn thấy rằng 5 phần 10 bằng 3 phần 6 và nhỏ hơn 2 phần 3. Như vậy, các môn bạn Khánh dành nhiều hơn 2 phần 3 giờ để làm bài tập về nhà là môn toán và đọc hiểu.